Kính thưa anh linh các liệt sĩ, các anh hùng liệt sĩ, đoàn nghệ sĩ diễn viên nhà hát kịch Việt Nam do nghệ sĩ Nguyễn Xuân Bắc làm trưởng đoàn trân trọng tới dân lễ dân hoa thắp nén hương thơm tưởng nhớ các liệt sĩ, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho chiến dịch Điện Biên Phủ đến ngày toàn thắng. Kính thưa anh linh các liệt sĩ, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt ghi vào lịch sử dân tộc bằng những trang vàng chói lọi, làm tăng thêm niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tổ quốc ta, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đề nghị các đồng chí thành kính dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Lên dâng hương tại đài tưởng niệm và vận mộ các liệt sĩ. Khi chúng ta lên nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ thì chúng ta không thể không có cảm giác rất là linh thiêng, và cái cảm giác như là các anh hùng liệt sĩ vẫn còn là đâu đây vậy, bởi vì là hiển hiện lên một thành phố Điện Biên Phủ đang phát triển từng ngày, hiển hiện lên nền độc lập của dân tộc. Đó là ý chí quật cường yêu nước và các liệt sĩ đã hy sinh cả máu xương của mình. Tôi đang đứng cạnh mộ của liệt sĩ Bí Văn Đàn và mộ của liệt sĩ Tô Vinh Diện. Kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, 9 năm là một điện biên nguyên vẹn hoa đỏ nguyên thiên chủ bài. Chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954 là một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử. Bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc với 56 đảng viên khoét núi ngủ hầm quê ở nước dầu tranh vác máu sinh ngày 1 tháng 2 năm 1954 gan không đứng chí không mòn đã làm người biết là Điện Biên Phủ. Ngày xưa khi mà nghe theo tiếng gọi của Đảng, nghe theo tiếng gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã có rất nhiều người còn rất trẻ, thậm chí ở tuổi thiếu niên sẵn sàng để làm nhiệm vụ. Và thời xưa khi chúng ta khó khăn thì có thể chỉ nhớ được ngày mất mà không nhớ được ngày sinh. Đây là những anh hùng liệt sĩ mà chúng ta giữ nghe rất nhiều trong sách
trong những trang sử hào hùng dân tộc. Tiết giải tự do. Anh Bế Văn Đản là hy sinh ngày 12/12/1983. Đồng chí ân tại tỉnh Điện Biên, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27/7/1947, 27/7. Và bên này chúng ta cũng có những phần mộ mà tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái việc vô cùng quan trọng, bất thiện để chúng ta sử dụng lòng yêu nước và ngày 20/6 năm nhâm dần, hết lòng vì tổ quốc, vì đồng bào, vì độc lập tự do của chính quyền Việt Nam, cán bộ chiến sĩ trân trọng dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương anh hùng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Tổ quốc ta, nhân dân ta. Thưa quý vị, tôi vừa thắp một nén nhang để tưởng nhớ an ninh, anh linh của người tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ Bình Đoàn và bên cạnh tổ